ว่าเด่นๆนะเบอร์ฮะCT National Bank đang đi bộ trên đường phố Los Angeles. Los Angeles là một thành phố hồi xưa cách đây 2 năm thì rất là đẹp, nhưng mà 2 năm trở lại đây thì rất là dơ dãi. Đi ở thành phố Los Angeles chỉ nhìn trên bầu trời thôi thì mới thấy đẹp, đừng nhìn xuống đất. Tôi đang đi bộ trên đường phố Los Angeles City. Thành phố bây giờ hết còn đẹp do một nhóm người Mỹ dân lãnh đạo mình đưa ra hết đẹp. Giờ thành phố này trở nên ớt lì, hết còn đẹp như xưa. Bây giờ mà ai mà đi đến thành phố Los Angeles chơi đó thì cẩn thận bụi lửa, bởi vì trộm cướp ở chỗ này cũng không thua gì những cái nước thế giới thứ ba. Ok, bây giờ vắng nhiều người lắm, cửa hàng, cửa tiệm, các nhà small business này đóng cửa biết bao nhiêu, đóng cửa hết, không còn thấy người ta, không còn thấy thành phố Los Angeles là một điểm du lịch hấp dẫn nữa, mà nó là một điểm cho homeless và tội phạm. That bookstore. Chờ mâm ấy vô bookstore. Oh, bookstore. Vô tiệm sách, sách cổ. Đây là phone bookstore.
Thank you.
Thank you.